Chào anh em, tôi xin thông báo với anh em 246. Đây là tôi còn đúng 6 bộ lăng xê cuối cùng và bây giờ tôi đã gửi hết rồi. Chính xác là bây giờ không còn một bộ lăng xê nào cả. Đây cũng có, đây là của bạn Hùng ở trên bạn Hùng lấy rồi. Đây có một đơn hàng là ngày mai được chuyển hết sạch lăng xê không còn một cái nào luôn. Cảm ơn anh em đã tin tưởng vào cái bộ lăng xê của tôi. Đây anh em. À, ngày mai thì tôi sẽ gửi nốt. Đây là hai thùng của hai bạn đặt cuối cùng hết sạch. Và lần này thì hết khá lâu nên là mong anh em cố gắng chờ. Lần này thì hết được khoảng tầm phải đến hôm nay là thứ mấy thì tôi không biết nhưng mà khoảng đến thứ tư tuần sau ấy thì nếu mà sớm thì thứ tư tuần sau mới có lăng xê được. Còn tôi đang đặt hàng chưa về. Nghe nói rằng lần này rất chi là dài đấy, ok nha, áng chừng khoảng một tuần gì đấy, tầm này tuần sau hoặc là hơn vài ngày nữa thì mới có lăng xê. Ok anh em, mình xin thông báo anh em hết lăng xê nhé để anh em đỡ về để lại số điện thoại đặt. Ok anh em, còn mấy cái bạn mà vừa đặt hàng xong ấy mà tôi hết lăng xê thì ngày mai hôm nào mà có lăng xê thì tôi sẽ gọi điện, nếu mà còn cần lấy thì tôi sẽ chuyển cho các bạn. Ok, cảm ơn anh nhé.